We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của Tư Sàm Vlog nha. Hôm nay Tư Sàm Vlog xin giới thiệu đến tất cả mọi người thiên đường cá cảnh nha mọi người. Đó, trong mùa dịch này mà có một hồ cá cảnh này để mà vừa ngồi vừa uống cà phê thì xin biết mấy nhà vững mọi người. Đấy, đây là cá mập trắng nha mọi người. Đấy, lần đầu tiên mình nhìn thấy cá mập trắng này luôn nha mọi người. Mình cứ tưởng là cá ba sa nha mọi người. Đó, mọi người thấy đẹp không? Đấy. Đây. Đây. Mọi người có ai đã từng thấy cá này chưa mọi người? Đấy. Ở trên này là cá rô lai nha mọi người. Cá rô lai, rô Nhật. Rất là đẹp luôn. Đó. Mọi người thấy đẹp không? Đây, con cá này có một cái gù ở trên lưng rất là dễ thương. Đấy, như bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm các loại cá nữa cho mọi người xem nha. Đấy, đây là cá chép nha mọi người. Cá chép Nhật rất là đẹp luôn. Nhưng cá koi, đây có một cá mình rất thích, đó là cá mun này nha mọi người. Đây. Đấy. Cá chép ngoài mun này rất là đẹp luôn. Nhìn rất là thích. Và ở dưới này là một bầy cá gì mình cũng không để ý nữa mọi người, mình cũng chưa rành. Mọi người ai biết thì cho mình comment ở dưới cho mình biết nha. Đấy, bầy cá này rất là đẹp. Đã quá. Mùa dịch này mà ở nhà mà ngắm mấy con cá này không thì cũng đủ phê rồi mọi người. Khỏi phải u sầu, sáng ra cho cá ăn, uống cà phê thì nhức nách nha mọi người. Đây, và đây là cá ngân long nha mọi người. Đó, cá này là cá dành cho tất cả các nhà kinh doanh đều nuôi nha mọi người. Cá này rất là đẹp và rất là đắt tiền. Đấy, cá ngân long. Đấy, đây là một bầy cá trắng tuyết rất đẹp. Đó, mọi người thấy cá này chưa, rất đẹp luôn. Cá này người ta gọi là cá gì tuyết đây nha mọi người. Bên này là một bầy cá rất nhỏ rất đẹp lắm. Đây là thiên đường cá cảnh nha mọi người. Cá thì cũng có đủ loài, các loài màu sắc. Bên này là gì? Đây. Hey. Tuyệt vời quá mọi người ơi. Tí nữa mình sẽ giới thiệu một số loài chim để cho mọi người xem nha. Ở sau vườn nhà mình có một số loài chim rất là đã luôn. Đó, mọi người xem kênh của Tư Sàm Vlog thì nhớ đăng ký và ủng hộ cho Tư Sàm Vlog nha. Tư Sàm Vlog xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Dịch này mọi người nên ở nhà nha, để giữ sức khỏe nha mọi người. Không cần thiết thì đừng nên ra đường, rất là nguy hiểm. Đây nha mọi người, đây là sân vườn sau của quán nha mọi người. Đây là hồ cá quay nhưng mà chưa thả cá quay được. Không gian quán rất là đẹp luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đến thiên đường chim cảnh nha mọi người. Hồi nãy là thiên đường cá cảnh, bây giờ đây là thiên đường chim cảnh. Đó. Đây, chim cảnh gà. Đấy. Ở đây có mấy con chim trĩ đây nè mọi người. Đó. Mấy con gà trĩ rất là đẹp luôn. Đó, bên này có mấy con két này mọi người. Đấy. Quá trời, cái này chim chóc màu vẹt gì cũng có nha mọi người. Đấy, rất là đẹp. Bên này có vườn hòn lá bồ rất là đẹp nha mọi người.
Đây là quán cà phê nha mọi người. Đây. Vậy là video của Tư Sàm đến đây là kết thúc nha mọi người. Mọi người xem kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tư Sàm Vlog nha.